là thích theo dõi những chương trình về hài hước và phân mì, nó giúp cho cuộc sống của mình vui vẻ hơn. Mình thích những nghe nhạc của nước ngoài, đặc biệt là của Hàn Quốc. Và mình có một cái tính cách đó là khá là khùng, và đôi khi mà mình rất là đanh đá. Tất cả những cái đấy thì mình thấy là rất là dễ thương, và hy vọng rằng mọi người sẽ thích Hương Giang nhé. Của Thế Giới Văn Hóa. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại buổi họp báo ra mắt chương trình mới, một show mới của đài truyền hình HTV cùng với công ty Đông Tây, đó là chương trình Giải Mã Cơ Thể. Thì trong cái chương trình này thì có một cái biệt đội, thì biệt đội này được thành lập ra là để thực hiện những cái nhiệm vụ, tất nhiên là không phải là cứu thế giới, mà là để truyền tải những cái kiến thức về khoa học đến với cả khán giả một cái cách nó nhẹ nhàng và nó phân nì hơn. Chương trình để là Hương Giang duyên dáng thì Giang cũng chưa có hỏi lại là vì sao để như vậy, nhưng mà Giang nghĩ là bởi vì như này này, có nghĩa là mình tham gia, mình làm một hành động gì người ta cũng thấy duyên. Tức là ví dụ mình đùa cũng có thể có duyên, mà mình nói mình quậu, mình đánh đá người ta cũng thấy dễ thương chẳng hạn đấy, như thế thì họ sẽ dùng những cái từ đấy cho Hương Giang. Thì Giang nghĩ là đây cũng là một trong những cái sự ưu ái. Thì Giang cũng nghĩ rằng là tất cả những cái mà Giang thể hiện ra ngoài là diễn thì nó cũng khá là thật, thì cho nên là mọi người cảm thấy rằng là những cái đó khiến cho họ vui thì vô cùng, hình chung là khi mà mình làm cái gì cũng duyên dáng thì có thể là ý nghĩa như thế. Còn Giang sẽ hỏi lại cái người viết để xem là họ nghĩ là mình duyên dáng như nào. Thời gian vừa qua thì Giang rất là may mắn được rất là nhiều những cái đơn vị sản xuất tin tưởng và trao cho Giang rất là nhiều những cái trọng trách ở trong các cái truyền hình thực tế, và bản thân mình đã xuất hiện rất là nhiều rồi. Thì sắp tới thì Giang cũng vẫn sẽ tiếp tục mà tham gia những cái chương trình như thế này. Sau đó thì Giang sẽ có một cái chuyến lưu diễn ở Mỹ dài ngày, và sau đó thì là những cái công việc liên quan đến quảng cáo. Và cuối cùng thì Giang cũng sẽ cho ra mắt một cái sản phẩm nhạc mới nhất là mang một cái màu sắc khá là bốc lửa trong cái tháng 8 tới đây. Thì hy vọng là mọi người sẽ đón xem và ủng hộ. Xin chào tất cả các bạn, và chúng ta là biệt đội Giải Mã Cơ Thể. One has been betrayed. Xin chào, Thanh Duy xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của Thế Giới Văn Hóa. Ngày hôm nay thì Thanh Duy đang có mặt tại buổi lễ ra mắt chương trình Giải Mã Cơ Thể, mà Thanh Duy là một trong những thành viên của biệt đội Giải Mã Cơ Thể. Đây là một chương trình có format từ Hàn Quốc, và cứ mỗi tập như vậy thì biệt đội Giải Mã Cơ Thể của Thanh Duy sẽ tìm hiểu cũng như là biết đến được một cái điều bí mật của cơ thể mình. Và đây là một chương trình mang một cái màu sắc rất là khoa học, nhưng mà lại được lý giải với một cái màu sắc rất là hài hước cũng như là rất là dễ hiểu. Và Thanh Duy nghĩ là quý vị khán giả sẽ tìm thấy những cái điều đặc biệt, những cái điều thú vị từ chương trình này. Và bản thân Thanh Duy cũng như giống như là những cái thành viên khác ở trong biệt đội Giải Mã Cơ Thể, rất hy vọng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho chương trình cũng như là ủng hộ cho tất cả những thành viên trong biệt đội Giải Mã Cơ Thể. Sau cái sự đón nhận rất là nhiệt tình của quý vị khán giả ở MV Lỗi Yêu Thương, thì hiện tại Thanh Duy đang rất là sung sức cho những cái dự án tiếp theo. Mà tính của Thanh Duy thì Thanh Duy ít khi nào dám khoe về những cái gì mà Thanh Duy chưa có hoàn thành xong, cho nên là khi mà có những cái tin tức mới thì Thanh Duy sẽ khoe với quý vị khán giả nha. It's time to meet this face to face.